Với kinh nghiệm của thầy Hiệp thì thầy nghĩ là những lầm tưởng nào về lĩnh vực này mà các bạn trẻ hiện nay đang phải gặp phải vậy thầy? Cái khó nhất đối với cái mà tôi thấy nhiều nhất ở các bạn trẻ đó là nhiều khi các bạn tự tin quá mức. Các bạn tự tin thì rất là tốt, nhưng mà các bạn tự tin quá mức, các bạn nghĩ là mình đã là xuất sắc lắm rồi, giỏi rồi. Nhưng mà cái đặc thù của ngành animation á, các bạn giỏi theo từng ngày, các bạn tiến bộ theo từng ngày, tức là các bạn phải bước từ A đến B từ từ, chứ các bạn không thể từ đang ở đây các bạn nghĩ các bạn giỏi, các bạn sẽ nhảy qua bên phần C, các bạn vô và học liền được. Các bạn phải học từ căn bản tới nâng cao, từ đó các bạn mới nắm vững. Tại vì đặc thù của animation sẽ có những cái nguyên lý, những cái nguyên tắc trong đó để các bạn làm tốt hơn, các bạn cảm nhận tốt hơn. Và cái việc mà trải qua hàng ngày như vậy á, luyện tập hàng ngày như vậy, các bạn sẽ có cái mắt nhìn cho cái animation của bạn sẽ tiến bộ theo từng ngày chắc chắn. Thì cái mà các bạn một thêm một cái trở ngại đối với các bạn nữa, đó là cái sự thiếu kiên trì đối với cái lựa chọn của mình. Dạ em cảm ơn thầy chia sẻ ạ.